Xin chào quý vị khán giả của Nextport. Chúng ta lại có hẹn với nhau trong series AFF Cup 2022 từ A tới Z, phát sóng vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày trên YouTube và fanpage của chúng tôi. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng theo dõi những thông tin sẽ xuất hiện trong bản tin ngày hôm nay nhé. Chiều ngày 11 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên cho trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 tại Trung tâm Đào tạo trẻ Việt Nam. Tin vui cho Liên minh Park Hang-seo là lực lượng của chúng ta đều đang có thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cho trận đấu sắp tới. Nhìn chung, không khí tập luyện tương đối thoải mái, vui vẻ, các cầu thủ cũng đã sẵn sàng cho cuộc thư hùng vào ngày 13 tháng 1 tới đây. Mới đây, AFF đã từ chối lời đề nghị của Liên đoàn bóng đá Thái Lan về việc đội tuyển nước này muốn tổ chức trận đấu trận chung kết lượt về trên sân vận động Raja Mangala. Bởi sân đấu này trước đó đã tổ chức một sự kiện âm nhạc nên không thể đảm bảo được thời gian để cải tạo mặt cỏ thi đấu. Chia sẻ với tờ báo Zing, trợ lý của huấn luyện viên Mano Poking cho biết, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã cố gắng gửi đề nghị đổi sân thi đấu trận chung kết lượt về từ sân Thammasat sang Raja Mangala nhưng bị từ chối vào chiều ngày 11 tháng 1. Tình trạng của sân Raja Mangala đang khá tệ sau một buổi hòa nhạc. Trận đấu vẫn được tổ chức trên sân Thammasat như ban đầu. Đây sẽ là điều bất lợi cho đội bóng voi chiến khi sân Thammasat chỉ có sức chứa 25.000 chỗ ngồi, bằng một nửa so với sân Raja Mangala. Khiến sức ép của các cổ động viên nước này lên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chắc chắn sẽ bị giảm đi. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Mohammad Iryawan mới đây đã xác nhận với tờ bola.com rằng PSSI có thể sẽ tổ chức một cuộc họp tổng thể để ra soát toàn bộ các điểm tích cực và tiêu cực của đội tuyển quốc gia nước này trong kỳ AFF Cup 2022 vừa qua. Có thể ngay ngày 12 tháng 1, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp để đánh giá tổng thể màn thể hiện của đội tuyển tại AFF Cup 2022. Đây có thể là một tin không quá vui vẻ đối với huấn luyện viên Shin Tae-jong, bởi chiến lược gia này đang đối mặt với rất nhiều áp lực từ truyền thông và dư luận sau thất bại tại AFF Cup vừa qua. Cuộc họp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng gì với huấn luyện viên người Hàn Quốc. Mới đây, tờ Bola Sport của Indonesia đã có bài viết chỉ trích những gì mà huấn luyện viên Shin Tae-jong đã làm tại kỳ AFF Cup vừa qua. Shin Tae-jong đến Indonesia với tư cách là một huấn luyện viên đẳng cấp của World Cup 2018. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông ta bị hủy hoại do thua Việt Nam và Thái Lan trong hai kỳ AFF Cup. Theo tờ Bola, dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc này, đội tuyển Indonesia đã có những tiến bộ nhất định về thể lực lẫn chiến thuật. Nếu có thêm thời gian, ông Shin có thể nối dài những tiến bộ đó. Sau ngược lại, việc ông Shin rời đi mở ra cơ hội cho một huấn luyện viên mới chắc chắn mang đến nhiều hy vọng mới cho đội tuyển Indonesia. Ngoài ra, việc từ chức hay bị sa thải cũng tốt cho Shin Tae-jong. Để không phải kéo dài sự nghiệp của mình với đội tuyển Indonesia, Bola nêu quan điểm. Theo tờ Siam Sport, Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã đồng ý để đội tuyển quốc gia nước này tham dự giải vô địch bóng đá Tây Á lần thứ 10 sau khi nhận được thư mời từ Liên đoàn bóng đá Tây Á. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 3 tới ngày 2 tháng 4. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan chia sẻ, trước hết tôi muốn chúc mừng đội tuyển quốc gia đã giành quyền vào chơi ở trận chung kết AFF Cup 2022. Việc tham dự giải vô địch Tây Á sẽ giúp đội tuyển Thái Lan có liên tiếp những giải đấu ấn tượng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup hay vòng chung kết Asian Cup 2023. Phía WAFF, ngày hôm nay đã gửi thư xác nhận về sự tham gia của chúng tôi. Giải bóng đá Tây Á được đánh giá cao về chuyên môn nhờ quy tụ những nền bóng đá thuộc top đầu châu lục. Ngoài chủ nhà UAE, giải đấu còn quy tụ các đội bóng Tây Á khác như Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestine, Ả Rập Saudi, Syria, Yemen, bên cạnh đội bóng khách mời Thái Lan. Cuối cùng, chúng tôi xin gửi quý vị khán giả lịch thi đấu tại AFF Cup 2022. Mọi thông tin về giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục trên Nextport. Quý vị nhớ chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại trong những video tiếp theo.